Nước Mỹ trước giờ rơi của lần bầu cử quan trọng nhất đời người. Cuộc đua giành phiếu cực kỳ khốc liệt. Diễn ra trong bối cảnh đại dịch COVID-19 lây lan, nền kinh tế điêu đứng, hệ tư tưởng bị chia rẽ sâu sắc. Cuộc bầu cử năm 2020 lại thu hút tới 100 triệu người đi bỏ phiếu sớm, phá vỡ mọi kỷ lục. New York Times mô tả, cử tri đang hăng hái đi bỏ phiếu cho cuộc bầu cử quan trọng nhất đời người. Tổng thống Mỹ Donald Trump, ứng viên tổng thống đảng Cộng hòa và đối thủ Joe Biden của đảng Dân chủ, đã đi hết các bang chiến trường, kết thúc một chiến dịch tranh cử đặc biệt được tiến hành trong bối cảnh nước Mỹ chìm trong một cuộc khủng hoảng về sức khỏe cộng đồng và những quan ngại sâu sắc về tình hình kinh tế. Cử tri của cả hai đảng, vốn đang chìm trong sự chia rẽ chính trị ngày càng sâu sắc, đang đứng trước những thời khắc cuối cùng để đưa ra phán quyết về 4 năm sóng gió của nước Mỹ dưới thời Tổng thống Mỹ Donald Trump. Đại dịch COVID-19 vốn hoành hành ở Mỹ suốt 8 tháng qua, được ví như thuốc thử liều cao với tất cả các bên. Chưa có cuộc bầu cử nào trong lịch sử nước Mỹ mà các cử tri vừa phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng sức khỏe cộng đồng ngoài tầm kiểm soát, nền kinh tế điêu đứng, chia rẽ sâu sắc trong hệ tư tưởng, vấn đề chủng tộc bùng nổ và sự không chắc chắn về kết quả bầu cử. Tuy nhiên, những thách thức này không làm nản lòng cử tri Mỹ. Cũng chưa từng có trong lịch sử, số người Mỹ đi bỏ phiếu sớm lên tới gần 100 triệu người. Tại nhiều nơi, người ta phải xếp hàng dài tại các điểm bỏ phiếu sớm hoặc gửi phiếu qua đường bưu điện trong các hòm thư đặc biệt. Trái ngược với năm 2016, cử tri Mỹ đang vô cùng hăng hái khi đi bỏ phiếu. Phần lớn nước Mỹ đang cảm thấy như ở bên bờ vực. Chính vì thế, cuộc bầu cử này như thể là lần bỏ phiếu quan trọng nhất đời người. Trước khi các điểm bầu cử được mở ngày 3 tháng 11 theo giờ Mỹ, các doanh nghiệp ở các thành phố từ Denver tới Detroit và cả Washington DC đều đã gia cố các cửa sổ và cửa chính để sẵn sàng cho nguy cơ bất ổn dân sự. Thậm chí, một số thống đốc đã yêu cầu lực lượng vệ binh quốc gia sẵn sàng. Mọi người bắt đầu hoảng sợ. Fernando Salas, một công nhân xây dựng, vừa nói vừa đóng đinh vào tấm gỗ gia cố cửa sổ cho một cửa hàng tại khu mua sắm thời thượng tại Los Angeles. Các quan chức bầu cử vừa lo chống dịch, vừa lo chống lại sự suy yếu lòng tin của một bộ phận cử tri về kết quả kiểm phiếu. Xin hãy kiên nhẫn. Jim Kenney, thị trưởng Philadelphia, thành phố lớn nhất ở một trong những bang quan trọng nhất của cuộc bầu cử năm nay. Ông Kenney dự đoán sẽ có những hàng dài xuất hiện vào ngày 3 tháng 11. Trong khi đó, cả chiến dịch của ông Trump và Biden đều đã chuẩn bị sẵn sàng đội quân luật sư để chiến đấu trong một cuộc chiến pháp lý có nguy cơ kéo dài hơn so với ngày bầu cử. Dẫu vậy, sự lây lan khủng khiếp của đại dịch COVID-19 đã làm lu mờ một phần sức nóng của cuộc bầu cử. Mặt Tổng thống Trump khẳng định nước Mỹ đang trên đà đánh bại virus corona, các chuyên gia y tế vẫn cảnh báo về số ca lây nhiễm mới tăng kỷ lục trên khắp đất nước, đe dọa một đợt bùng phát tồi tệ và chết chóc hơn nữa. COVID-19 thể hiện sự khác nhau rõ rệt trong quan điểm của ông Trump và ông Biden. Ngay cả giữa đại dịch, ông Trump vẫn tổ chức những sự kiện vận động tranh cử với đông đảo người dân tham dự. Ngược lại, ông Biden vẫn kiên định nói rằng cuộc sống sẽ không thể bình thường trở lại cho tới khi có vaccine chống COVID-19. Ở thời điểm hiện tại, các cuộc thăm dò cho thấy ông Biden vẫn đang có lợi thế trước ông Trump. Tuy nhiên, những lợi thế này là không đáng kể và hoàn toàn có thể bị đảo ngược trong ngày bầu cử 3 tháng 11 tới. Hiện tại, cuộc đua của hai ứng viên vẫn chỉ xoay quanh vài bang chiến trường quan trọng để sở hữu đủ 270 phiếu đại cử tri cần thiết. Năm nay, ông Trump buộc phải bảo vệ được thành công ở nhiều bang, chứ không chỉ ba bang công nghiệp nằm ở phía bắc đất nước, vốn được biết với cái tên Bức Tường Xanh, là Pennsylvania, Wisconsin và Michigan. Vốn là nơi ủng hộ cho người dân chủ, ông Trump bất ngờ giành thắng lợi ở ba bang này vào năm 2016. Florida, Arizona, North California, Georgia và thậm chí là cả Texas cũng là những nơi ông Trump cần phải thắng. Trong khi đó, ông Biden cũng đang đẩy mạnh nỗ lực giành phiếu. Cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama cũng liên tiếp xuất hiện tại các sự kiện tranh cử của ông Biden.
nhằm tìm kiếm sự ủng hộ cho người từng 8 năm đảm trách cương vị phó tổng thống trong chính quyền của mình. Ông Biden có thể thu hút được sự ủng hộ của những cử tri da màu, những người không mấy thiện cảm với ông Biden vì các phát ngôn lỡ lời cũng như đạo luật của những năm 1990 được cho là tác động bất tương xứng tới người da đen. Ở thời điểm hiện tại, cử tri của cả ông Trump và ông Biden đều không tin vào các kết quả thăm dò. Chính vì vậy, các chương trình vận động tranh cử được tiến hành tới giờ phút cuối cùng. Ông Biden và những người hỗ trợ tập trung vào những cử tri da màu, trong khi ông Trump chọn tìm kiếm sự ủng hộ từ những công nhân da trắng. Phụ nữ da trắng ở nông thôn cũng là những người ủng hộ ông Trump mạnh mẽ nhất. Ngoài ra, ông Trump vẫn liên tiếp đưa ra những cáo buộc gian lận với hình thức bỏ phiếu qua thư, dù không đưa ra bằng chứng. Chúng đã ăn sâu vào suy nghĩ của một bộ phận cử tri ủng hộ ông Trump, đe dọa thổi bùng các cuộc bạo loạn dân sự khi kết quả cuối cùng có lợi cho người dân chủ. Nhà đầu tư Mỹ chuẩn bị gì cho những biến động vào ngày bầu cử? Người phòng thủ, kẻ bán bớt tài sản sẵn sàng tháo chạy. Biến động thị trường sau chiến thắng bất ngờ của ông Trump vào năm 2016 vẫn hằn sâu trong tâm trí của các nhà đầu tư. Nhiều người đã mất vài tuần để cắt giảm vị thế đối với các tài sản, phòng thủ danh mục đầu tư trước những rủi ro tiềm tàng của ngày bầu cử. Trong khi đó, một số khác lại phát triển các chiến lược có khả năng tạo ra lợi nhuận cao, miễn là có hiệu quả. Vào tối thứ ba giờ Việt Nam, James McDonald dự định sẽ ngồi trước 19 chiếc màn hình máy tính trong văn phòng của mình ở Los Angeles, chờ đợi thời điểm thích hợp để tìm ra khoản khách mà anh hy vọng sẽ là một trong những khoản đầu tư thu lời nhiều nhất trong năm. McDonald cho biết, thời khắc ấy chính là khi người giành chiến thắng trong cuộc bầu cử năm 2020 được xướng tên. Vị giám đốc điều hành của quỹ đầu cơ Hercules Investment đã thiết lập một chiến lược đầu tư để có thể tận dụng lợi thế từ sự biến động tăng mạnh. Trong thời điểm mà ông tin rằng nó sẽ xảy ra khi nhà đầu tư điều chỉnh vị thế để ứng phó với kết quả bầu cử. Sự biến động này là điều mà Salem Abraham, chủ tịch của Abraham Trading Company, đang tìm cách phòng thủ cho danh mục đầu tư. Theo đó, nhà quản lý quỹ này có kế hoạch yêu cầu các trader cầm chắc điện thoại khi ông đang theo dõi kết quả bầu cử, sẵn sàng giảm vị thế khi giao dịch tại các thị trường hợp đồng tương lai nếu thị trường có dấu hiệu lao dốc. Những biến động thị trường sau chiến thắng bất ngờ của Tổng thống Mỹ Donald Trump vào năm 2016 vẫn hằn sâu trong tâm trí của các nhà đầu tư. Nhiều người đã mất vài tuần để cắt giảm vị thế đối với các tài sản, phòng thủ danh mục đầu tư trước những rủi ro tiềm tàng của ngày bầu cử. Trong khi đó, một số khác lại phát triển các chiến lược có khả năng tạo ra lợi nhuận cao, miễn là có hiệu quả. Dennis Dick, trader hàng hóa tại Price Trading LLC cho biết, đây là một trong những sự kiện lớn nhất trong năm. Sự không chắc chắn ở đây là điều làm cho việc giao dịch trở nên thú vị. Vào đêm ngày 8 tháng 11 năm 2016, hợp đồng tương lai chứng khoán Mỹ giảm tới 5%, trong khi đồng peso của Mexico bị bán tháo và các tài sản an toàn như vàng tăng giá mạnh. Khi nhà đầu tư nỗ lực điều chỉnh lại danh mục đầu tư trước nhiệm kỳ tổng thống của ông Trump. Tuy nhiên, ngày hôm sau, SP500 tăng hơn 1%, trong khi chỉ số biến động CBOE lại giảm hơn 7 điểm so với mức cao nhất trong phiên là 21,48. Một đêm đầy biến động sẽ phù hợp với chiến lược mà McDonald đang dự đoán. Chiến lược của ông liên quan đến vị thế mua và bán đối với SP500 Future và chỉ số biến động của Nasdaq 100. Khi kết quả bầu cử trở nên rõ ràng, ông kỳ vọng rằng một nửa khoản đầu tư của mình sẽ có lợi nhuận vượt trội, dù phần còn lại sẽ thua lỗ khi ông hạn chế sử dụng lệnh cắt lỗ. McDonald chia sẻ, sẽ có cơ hội thu lời lớn khi chúng ta biết rõ ai là tổng thống. Chúng tôi muốn tận dụng sự thay đổi lớn đó. Trong khi đó, những nhà đầu tư khác đã chuẩn bị cho các chiến lược có thể có lợi nếu biến động vẫn tiếp diễn ở phiên giao dịch ngày thứ tư. Anim Hauser, chiến lược gia phòng thủ sự tương quan và vĩ mô của EIB Investment Group, khuyến nghị về chiến lược quyền chọn đối với các quỹ ETF tín dụng và tiền tệ. Nếu cuộc đua có kết quả xích sao ở những bang chiến trường như Florida và Pennsylvania, ông dự đoán
trái phiếu lãi suất cao sẽ có diễn biến tiêu cực. Đồng Yên Nhật và franc của Thụy Sĩ sẽ tăng giá. Các nhà phân tích tại TD Security ước tính SP500 có thể tăng 3% và lãi suất trái phiếu kho bạc 10 năm có thể tăng 15 điểm vào phiên giao dịch ngày thứ Tư. Nếu ứng viên đảng Dân Chủ, ông Joe Biden, đắc cử và đảng của ông giành được 51 ghế tại Thượng viện. Ngoài ra, nhóm này cũng dự đoán SP500 tăng 1% và trái phiếu kỳ hạn 10 năm giảm 10 điểm cơ bản trong trường hợp ông Trump giành chiến thắng. Tuy nhiên, kết quả bầu cử không rõ ràng có thể dẫn đến những diễn biến được cho là nghiêm trọng vào phiên giao dịch sắp tới. Trong trường hợp này, các chuyên gia dự đoán SP500 có thể giảm tới 5% và lãi suất trái phiếu 10 năm giảm 15 điểm cơ bản. Một số nhà đầu tư theo đó sẽ tận dụng cơ hội để mở vị thế nếu giá tài sản sụt giảm. Gavin Zabos, CFO của Green Alpha Advisor, đã nâng lượng phân bổ tiền mặt để đầu tư thêm vào cổ phiếu năng lượng tái tạo nếu nhóm này sụt giá. Trong 2 tháng qua, cổ phiếu năng lượng sạch đã tăng vọt khi chứng kiến ông Joe Biden dẫn trước trong các cuộc thăm dò. Zabos cho hay, chúng tôi đang chuẩn bị một ít tiền mặt để mua vào món hời đó. Tuy nhiên, một số khác vẫn cảnh giác đối với việc rót tiền vào thị trường ngay sau cuộc bầu cử. Mike Zitmon, trưởng bộ phận giao dịch và nghiên cứu tại Harvest Volatility Management cho biết, ông đã tạm thời bán ra, trong đó bao gồm vị thế quyền chọn bán ngắn hạn để ứng phó với bất kỳ trường hợp nào có thể xảy ra. Zitmon nói, sự kiện này được bao trùm bởi cảm tính và sự phức tạp. Có nhiều mây đen đến mức chúng ta thường chứng kiến một loạt những rủi ro thường ít khi gặp phải.